Bye.
Lời Chúa
vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung thánh thật. Nhưng người đã vào chính cõi trời để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa đang chuyển cầu cho chúng ta. Người vào đó không phải để dâng chính mình làm của lễ nhiều lần, như vị thượng đế mỗi năm phải đem theo máu của loài khác nhau mà vào cung thánh. Chẳng vậy, người đã phải chịu khổ mình nhiều lần từ khi thế giới được tạo ra. Nhưng nay vào kỳ kết thúc thời gian, người đã xuất hiện chỉ một lần để tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính mình. Phận con người là phải chết một lần rồi sau đó chịu phán xét. Cũng vậy, Đức Kitô đã tự hiến tế chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi của người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để xóa bỏ tội lỗi mà là để cứu độ những ai trong đời người. Đó là có người ta sống có cái nhà, chết có nấm mộ.
Thế là thằng bé cách đây 24 năm liều mạng đi ra nghĩa trang để gặp cái ông thợ xây, ông tên là ông Về, và nói: anh ơi, anh ráng xây cho mẹ tôi cái mộ này cho xong, bây giờ tôi không đủ tiền giao cho anh, tôi hứa trong vòng 3 tháng tôi sẽ gửi hết, bây giờ tôi đưa cho anh trước 900.000. Thời đó xây cái mộ 2.600.000 là một số tiền khoảng chừng 7 chỉ vàng đến 8 chỉ vàng. Bỗng nhiên sau khi hoàn thành đấm mộ thì dì ruột con ở bên Mỹ về và đã cho mình số tiền còn lại để thanh toán xong cái phần mộ của mẹ. Thằng bé cứ buồn buồn khát khát chạy lên thăm mộ, nhìn xung quanh có những nấm mộ của những người giàu có, họ xây bằng đá hoang vương, nhưng ngược lại có những nấm mộ chỉ xây bằng gạch nung và tô vôi, và có những nấm mộ chỉ là những cái mảnh đất mưa gió sạt lở. Và cứ đến tháng 11 cũng như gần ngày Thanh Minh và đặc biệt người Cơ Đô hữu của chúng ta những ngày cuối năm, thì những người canh giữ phần mộ đến các mộ phần, họ làm cỏ, họ quét vôi, họ quét sơn, họ ghi lại cái tên của người quá cố. Mỗi lần như thế đi lên thăm mẹ thì con thấy được ấm lòng, bởi vì mộ phần của mẹ cũng như những người xung quanh được trang hoàng. Thế nhưng mà dù là đá hoa cương, dù là tô vôi, và kém may mắn hơn chỉ là bằng đá rửa, nhưng tất cả ở dưới các mộ phần ấy chỉ là một nắm xương khô. Gia đình bên ngoài của con không xuất sắc lắm, nhưng mà các dì và mẹ xin gắn, con vẫn nhớ bàn tay của mẹ là bàn tay mút mắt, mẹ xin gắn lắm. Nhưng mà mỗi lần đứng nhìn trước nấm mộ, chiều chiều đi ra trước nấm mộ nhìn ra, người mà mình thương nhất trong cuộc đời, người mà mình gắn bó nhất trong cuộc đời, người mà mình đẻ mình ra, bây giờ chỉ còn là một nắm xương khô dưới cái mộ phần, xem ra rất đẹp. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu đã ví những con người đạo đức giả bằng cái mộ phần, đổ cái thứ mồ mả tô vôi, bên ngoài trông ra rất đẹp nhưng bên trong hôi thối. Và ngày hôm nay chúng ta lại bắt gặp tâm tình của Chúa Giêsu. Anh em hãy coi chừng những kinh sư và những đạo đức giả, họ may dài để tin, họ nới dài tua áo và họ xì xà xì sụp quyền kinh, nhưng họ muốn lấy tài sản của các bà quan và đến chắc các hội đường, họ thích ngồi ở ghế trên và ra ngoài đường, họ thích người ta chào, nhưng họ là những người đạo đức giả. Đọc trang Tin Mừng này xong, nếu theo như ngôn ngữ của bình dân, con đứng hình, bởi vì chính Chúa Giêsu chỉ vào mặt mình, đồ cái thứ đạo đức giả mê dài kẻ kinh nới dài tua áo, nhưng mà bên trong đầy những gian tham. Nhắc như thế để mình tự vấn lòng mình, để mình tự vấn lương tâm của mình. Nhiều khi con người khoác cho mình vào trong mình những cái thời trang rất đẹp, đẹp lắm, quần là áo lụa, nhưng mà bên trong tâm hồn chúng ta thì chỉ có mình chúng ta và lương tâm chúng ta mới biết chúng ta sống thật như thế nào. Người ta vẫn thường nói thuốc đắng thì giả tật, mà sự thật thì mất lòng. Khi người ta sống thật với nhau thì dễ đụng độ với nhau, còn khi người ta dùng những từ hoang mỹ xem chừng những lời lẽ không thật
Người ta ca tụng nhau đó, nhưng mà đằng sau lưng là người ta lại hãm hại nhau. Và người Kitô của chúng ta, những người con cái của Chúa, Chúa mời gọi chúng ta phải sống thật. Có sao nói vậy, đừng thêm đừng bớt. Anh em hãy chiếu sáng như những vì sao ở giữa trần gian. Và tháng 11 là cái tháng để chúng ta nhìn lại cái thân phận con người. Dù cho người ta có một bả đẹp, nhưng mà bên dưới vẫn chỉ là lắm xương khô. Và nhiều khi người ta trang hoàng cho người ta những quần bà áo lụa, nhưng người ta lấp đi đến cái sự thật bên trong của con người chúng ta. Con người thì dễ nhìn ở bên ngoài và đánh giá ở bên ngoài. Còn Thiên Chúa thì Ngài không nhìn ở bên ngoài, cũng như Ngài không đánh giá mọi việc ở bên ngoài. Ngày hôm nay chúng ta thấy bằng chứng rất rõ ràng, khi Chúa Giêsu đi lên đền thờ, Chúa Giêsu nhìn thấy bà quá nghèo. Bà ấy đã cho đến tận cùng, cho đến cái gọi là cái của nuôi thân của mình với hai đồng bạc, bằng một phần tư đồng tiền do thái. Đối với những người xung quanh thì người ta khinh bỉ hai đồng kẻ đó nó làm gì, và người ta coi thường bà quá. Nhưng đối với Chúa Giêsu, Chúa Giêsu lại trân trọng cái tấm lòng của bà quá. Và chắc có lẽ Chúa cũng trân trọng tấm lòng của mỗi người chúng ta, nếu như chúng ta biết cho đi thật lòng. Và chúng ta nhìn lên cây thập giá, chúng ta lại khám phá ra một khuôn mặt, một con người đã cho chúng ta đến tận cùng cái thân xác tiều tụy trên thập giá đó. Cái thân xác tiều tụy trên thập giá đó, Chúa Giêsu đã trút hết tất cả cái thân phận của con người để mang ơn cứu độ cho người khác, cho nhân loại. Thế nhưng mà liệu rằng chúng ta có cho đi với Chúa, cho đi anh chị em chúng ta hết cả tấm lòng của mình hay không? Sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi. Mà thật sự, nếu là con người với nhau, mình không sống có tấm lòng với nhau thì quả thật là đau buồn. Chắc có lẽ Chúa không bắt buộc chúng ta phải dâng Chúa, dâng cho người khác bằng những đồng tiền. Nhưng Chúa mời gọi chúng ta dâng Chúa và dâng cho anh chị em đồng loại của chúng ta bằng cả tấm lòng của mình, bằng ánh mắt yêu thương, bằng một lời nói bác ái, bằng một cử chỉ của thứ tha. Xin Chúa thêm ơn cho chúng ta, để chúng ta luôn luôn nhìn thấy Chúa có một ánh mắt soi thấu tâm hồn chúng ta. Bởi vì chúng ta có thể lấp liếm với người khác, nhưng chúng ta không lấp liếm được với Chúa, và chúng ta không lấp liếm được với lương tâm của chúng ta. Xin cho chúng ta luôn luôn biết rằng Chúa luôn luôn soi chúng ta từ lời nói, từng hành động, từng cử chỉ của chúng ta, để ngày mỗi ngày, và đặc biệt sau thánh lễ này trở về, chúng ta hãy sống cái tấm lòng mà Chúa yêu thương chúng ta với gia đình chúng ta, với chồng, với vợ, với con của chúng ta. Người ta nhìn bên ngoài, người ta đánh giá nhau, còn Chúa nhìn bên trong. Xin cho chúng ta sống thật với Chúa, sống thật với chính mình, và sống thật với anh chị em đồng loại. Tôi tin tin một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Yeah.
tin cậy nơi Chúa trong mọi việc đời của mình xin. Tiên tri Elia nói: Xin thử mang cho con một miếng bánh, xin cho mọi thần còn giấc Chúa như thần xây dựng ngôi thân, là như thế Chúa Kitô bằng lời cầu nguyện hy sinh, là vì tông đồ và hết lòng phục vụ tha nhân. Thank you.
khi tự mình đặt mình chịu khổ mình, thì cần lấy mắn tạ ơn để ra và trao cho cái mong đẹp nào tất cả các con để nhận lấy mặt ta vì đây là mình thầy sẽ kỳ lòng mình
Chúng con cầu xin nhờ đấng yêu thương.